Xin chào các chị em, nay đến với viện thẩm mỹ Dr. Sơn. Bác sĩ xin phép được thay mặt bác sĩ Sơn để phân tích một ca tái khám sau 8 tháng. Combo chị 8 tháng trước đây tạo hình thành bụng và nằm ngực. Sau khi lần bạn sinh hai em bé thì cái ngực của bạn ấy đã có cái những quầng giãn rất nhiều. Trước đây còn hai con gái thì cũng ổn, cũng đẹp, nhưng mà sau khi đó thì đẻ hai con thì sau con bú thì nó cũng có chảy. Đây, bụng của bạn ấy là trước đây bạn ấy bị sinh là sau khi đó lớp lượng mỡ tích tụ dưới da rất nhiều, và hai là lớp cơ, các cân cơ đã bị sổ nhiều, cân cơ bị sổ và phần dưới rốn, da dưới rốn là giãn. Đây, người của bạn bây giờ hiện tại bây giờ là khe đây. Khe bác sĩ để đúng một ngón tay đấy, một ngón tay, độ nhô cao rất đều, hai bên rất đều, đẹp, ổn định, ngực ổn định. Và thứ hai là bụng này, bụng thì được bác sĩ hút mỡ tạo hình thành bụng, siết eo. Cái phần sau khi sinh nở thì phụ nữ nào theo khi sinh nở thì cái cơ trong nó sổ ra rất nhiều, một cái lượng thai to rất to, sổ lại khi co hồi lại không để hết được. Thứ hai là cái lượng mỡ ăn tích tụ dưới da sau khi sinh nở thì bạn cũng tập luyện rất nhiều nhưng không được, thì đây các bạn sẽ nhìn rõ này, đây, sổ rất nhiều và cái lượng mỡ cũng ra dưỡng rất nhiều đấy. Đấy, sau khi đó cái phần da dư ở phần dưới rốn ấy bao giờ cũng dạn nhiều, bụng dưới gọi các bác sĩ gọi bụng dưới. Thì đây, sau khi bác hút mỡ 360, hút hết sau trước sau. Đây, bây giờ là sau 8 tháng này, rất là mềm. Thứ hai là không có lồi lõm, rất là căng bóng đều này. Nội rõ eo này. Bạn thì rõ sát eo này. Bạn eo, và thứ hai là cái vết mổ rất ngắn thôi và rất mảnh. Sau 8 tháng này vết mổ gần như là còn rất mờ đường này, vì đây là bạn được cái là chăm sóc sẹo cũng rất tốt. Nhưng với các bạn xem rất mảnh. Đây, bây giờ là sau 8 tháng thì em vẫn phải ăn uống chế độ hay tập luyện thì nó lượng mỡ tích tụ dưới da nó sẽ không bị trở lại. Năm mới sắp tới thì chị em cũng là, đây là cũng khoảng thời gian thích hợp cho chị em đi làm đẹp. Nếu chị em có nhu cầu và có mong muốn thì hãy liên hệ với viện thẩm mỹ Dr. Sơn để được tư vấn và trả lời mọi thắc mắc. Thì các chị em đến với Dr. Sơn để làm đẹp lại vòng 1, vòng 2, vòng 3 và thẩm mỹ cho mình để đón một cái Tết thật là rạng ngời. Ngất ngây, nắm lấy cánh hoa đào rơi, hồn phiêu du.